Bom tấn đã nổ, YT chính thức cập bến Team Flash. Bốc thăm AWC, kẻ khóc, người cười, còn ADC đủ bệnh. AWMI khởi tranh từ ngày 5 tháng 6, 4 khu vực tranh tài, Indo Tân Mai tự tin giành ngôi lót đường tại giải đấu. Tình yêu đẹp của Xuân Bách, ra đường giữa là cá mập, về nhà là cá con. Người Thái ấp hình Team Flash, vô tình lại cắt tay tuyển thủ. Tế Du Ký lên sóng VTV2, Ngộ Không tái xuất khán giả Việt và mong chờ nên lại vác Ngộ Không vào thi đấu chuyên nghiệp. Cuối cùng thì tin đồn cũng đã chính thức trở thành sự thật rồi anh em ạ. Team Flash đã chính thức công bố bom tấn chuyển nhượng đầu tiên của mình là YT trong vai trò của người chơi xạ thủ bên cạnh Daim. Bức ảnh đăng tải trên fanpage của Team Flash Liên Quân Mobile là hình ảnh YT mặc trang phục thi đấu AWC của Team Flash. Có thể thấy, Flash đã chuẩn bị rất kỹ cho AWC lần này, nhất là việc bổ sung nhân lực tạo nên bộ khung bách chiến bách thắng. Ở phần bình luận, một khán giả cho biết chưa đánh hay không, nhưng cứ đánh AD là đẹp trai rồi. Và rất mong siêu xạ thủ sinh năm 2002 của Team Flash sẽ nhanh chóng khẳng định được khả năng của bản thân, nhất là sẽ cùng Team Flash chinh phục chức vô địch AWC 2021. Như đã nói ở bản tin ngày chẵn số 2, YT là một xạ thủ hệ Hyper Carry, tức là người chơi xạ thủ đột biến, gây lượng sát thương khủng và có thể gánh team mọi nơi mọi lúc. Nhớ đừng để cho mẹt lật kèo là được YT nhá. Phải kéo con xe vào và bắt đầu đu tường ra, đó là Aoi lấy được một cái mạng. Không, anh ta chết được thì đúng hơn, bị bắn gục bởi đó là YT. Kết hợp với bộ khung đã rất mạnh và ổn định của Team Flash thì thực sự không khác gì là hổ mọc thêm cánh. Hiện tại thì chưa có thông tin chính thức về hình thức gia nhập Team Flash của YT, nhưng nhiều khả năng YT là một bảo đồng mà Flash mượn từ Fab Esports, đội tuyển đang được cho là sẽ tan rã sau đấu trường danh vọng xuân 2021. Tuy nhiên, đã có những cuộc tranh cãi nổ ra về việc so sánh giữa YT và Daim. Theo các bạn thì Daim và YT, ai sẽ là xạ thủ phù hợp hơn với lối chơi của Team Flash? Tóm lại, cạnh tranh nội bộ là công bằng và cái đích cuối cùng vẫn sẽ là mang lại kết quả tốt nhất cho đội tuyển của họ. Hãy cùng chờ đợi xem tại AWC 2021, ai sẽ là xạ thủ chính của Team Flash các bạn nhé! Khi nhìn kết quả bốc thăm chia bảng AWC 2021, nhiều khán giả chắc hẳn đã rất sốc và sửng sốt với bảng A, bảng tử thân với ba cái tên gạo cội là Team Flash, Mad Team và Buridam United. Nhưng riêng tôi thì tôi lại không bất ngờ lắm, bởi vì các bạn cũng biết rồi đây, Repopper dẫn bốc thăm chia bảng cơ mà. Trước kết quả bốc thăm chia bảng này, mọi sự chú ý của khán giả đều dành cho Team Flash, vì Flash là hạt giống số 1 của Việt Nam, cũng như là mối duyên nợ của Flash, Mad Team và Buridam, cũng là tình cũ không rủ cũng đến mà. Sau khi nhận bảng đấu, ADC ngay lập tức đổ bệnh. Thông tin này được xác nhận bởi chính chủ trên fanpage cá nhân, đoán chắc rằng ADC có lẽ bị cảm lạnh do đổ mồ hôi quá nhiều. Trong khi đó thì Xuân Bách, người chơi đường giữa số 1 thế giới đang status, tỏ rõ sự lo lắng của bản thân, lo ngại rằng sẽ tạch ngay ở vòng bảng. Bảng A như này thì ông Bạch cũng hẹo sớm thôi. Ở dưới status này, một fan của ông Bạch khịa nhẹ, tính cũ không rủ cũng đến, nhưng tới liền một lúc hai ông thì chịu làm sao nổi. Tuy nhiên nếu chịu sao nổi thì phải dành cho đều qua, vì không hiểu kiểu gì mà vào cái bảng mà ba ông kia có vẻ hơi lực quá thật. Fanpage cao thủ Liên Quân cũng đăng tải một clip reaction bốc thăm chia bảng cùng team Sài Gòn Phantom ở lượt bốc thứ 3 của bảng A, sau khi ở lượt đầu tiên là Team Flash, chắc chắn rằng Mad Team sẽ chung bảng với Team Flash, và điều đó đã xảy ra. Khi mà Sài Gòn Phantom được vào bảng C, bốn tuyển thủ của họ đều vỗ tay và tỏ ra khá vui vẻ. Ở phần cuối thì Red nói đùa rằng các team này mà gặp team 2000 sao, team thách đấu của Việt Nam thì lú luôn. Đối với bình luận viên Thanh Tùng thì cảm xúc của anh sau khi xem xong chia bảng là lú luôn. Anh cũng không quên khịa Dewa bằng câu châm ngôn của idol Tiến Bịp, còn cái nịt. Biết đâu Dewa lại giống Hy Lạp của Euro 2004 khi cũng được nhận định là lót đường nhưng cuối cùng lại giành ngôi vô địch thì sao nhỉ? À đấy, Euro 2020 cũng sắp diễn ra rồi đấy anh em ơi. Với tôi thì điều vui nhất là Flash ở bảng A, còn Sài Gòn Phantom ở bảng C. Như vậy là ở một kịch bản trong mơ thì Flash và Sài Gòn Phantom sẽ gặp nhau tại một trận chung kết chỉ toàn người Việt. Cố lên nhé ba đại diện của Việt Nam. Vâng, bên cạnh AWC thì giải đấu hấp dẫn không kém cũng sẽ diễn ra vào 18h30 thứ 7 tuần này, chính là AWMI, giải đấu quy tụ từ 4 khu vực, 4 bình luận viên gạo cội của bộ môn Liên Quân Mobile, gồm có Thái Lan Kim Giang, Đài Bắc Hoa Lư, Việt Nam Từ Liêm và khu vực của tôi, Indo Tân Mai. Thái Lan Kim Giang của Tùng Võ Mi thì tuyên bố chúng tôi tham gia để giành ngôi vô địch. Không kém cạnh thì Đài Bắc Hoa Lư của Hugh Popper cũng đã cất lên tiếng gáy: chúng tôi đến AWMI không phải để tấu hài. Giải vô địch thế giới các bình luận viên Liên Quân này là mục tiêu hàng đầu của chúng tôi, là vô địch. Đến lúc hạ gục mấy thằng phản nghịch rồi. Nghe có vẻ căng nhỉ. Indo Tân Mai và Việt Nam Từ Liêm chúng tôi thì cũng biết thân biết phận hơn, không dám gáy gì cả, chỉ mong nhận được sự ủng hộ của khán giả và xin thi đấu hết mình thôi. Anh em nhớ cổ vũ cho tôi với Indo Tân Mai nhé. Xuân Bách, người chơi đường giữa số 1 thế giới đã có người yêu, điều mà ai cũng biết. Tương tự như việc ai cũng biết bình luận viên Hoàng Sơn không có người yêu vậy. Mới đây thì Xuân Bách cũng đăng tải hình ảnh kèm với caption: đêm hôm nóc nhà kêu đói.
Có thể thấy ở trong hình, Xuân Bách đang nấu ăn mà cụ thể là đang rang thịt. Như lời Bách chia sẻ, cũng là đàn ông ở ngoài như nào về nhà cũng phải chiều nóc nhà hết thôi. Chiều người yêu như này thì 100 điểm luôn nhé Xuân Bách nhé. Ở dưới phần bình luận thì Kim Trung Phan, người yêu của ADC cũng tỏ vẻ hơi ghen tị một xíu, ước được ADC làm thế. Cũng là nếu so về độ chiều người yêu thì chắc ít ai bằng được Xuân Bách. Còn tôi ước có người yêu để mà chiều, mãi không có không ạ. Mới đây thì fanpage AOV One người Thái đã đăng tải tấm hình đội hình thi đấu của Team Flash. Sự việc cũng chẳng có gì đáng nói nếu như các editor người Thái không vô tình cắt tay của các tuyển thủ Team Flash. Sự việc này kéo theo câu hỏi của nhiếp ảnh gia Thành Đạt, người phụ trách chụp hình cho các đội tuyển tại nhiều đấu trường trong nước và quốc tế. Có thể thấy là anh cũng khá bức xúc khi bị cắt tay, hình ảnh các tuyển thủ trông khá đụt và buồn cười. Hy vọng rằng đây cũng chỉ là một lỗi kỹ thuật mà thôi, chứ không phải là do người Thái gửi gắm tâm tư sẽ xin cái lỗ tai các đội tuyển Việt Nam tại RLC lần này. Tôn Ngộ Không, Tây Du Ký, bộ phim gắn liền với tuổi thơ của tất cả anh em đang theo dõi bản tin ngày chặn đúng không nào? VTV2 lúc này lại đang chiếu Tôn Ngộ Không vào lúc 18 giờ hàng ngày đấy các ông ạ. Và lấy ý tưởng từ Tôn Ngộ Không, Liên Quân Mobile cũng có một vị tướng, đó là Ngộ Không, nỗi khiếp sợ của team mình khi leo rank. Dù là một vị tướng bá đạo với lượng sát thương rất khủng khiếp, tuy nhiên Ngộ Không lại chưa bao giờ là một lựa chọn tốt khi thi đấu chuyên nghiệp do quá dễ khắc chế. Nhưng nên tại AWC 2019 đã có một lần mang Ngộ Không vào rừng với những pha highlight mãn nhãn. Biết đâu tại RLC lần này, Ngộ Không sẽ tiếp tục được mang vào rừng thì sao? Vớ vẩn hay Pro E lại cầm đi support cũng nền nhỉ? Ta ở trong một thế vườn không nhà trống như thế này thì là rất khó để cho win. Ui. Để cho Jhen có thể làm gì được. Nên, Nên có bay màu hay không đây, anh ta mất giáp hộ mệnh. Nhưng Jhen đang là người thấp máu hơn và Star. Hết rồi. Star đánh cũng rất hay. Star mặc dù không quá nổi bật so với Ngộ Không nhưng những tình huống combo, những tình huống gây sát thương tới từ Rat ở trong ván thi đấu này cũng là một điểm nhấn giúp cho Đài Bắc Trung Hoa có được thắng lợi hay không.